Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau uh, vẽ một cái ngôi sao như trên cái màn hình các bạn đang nhìn thấy Thao tác thì tương đối đơn giản là sử dụng uh, công cụ vẽ ngôi sao cộng với pen và công cụ smartphone để tạo ra các cái múi của ngôi sao Sau đó thì chúng ta sẽ tô màu và dùng cái công cụ interactive fin và các kỹ thuật gọi là tô màu trực tiếp trên đối tượng để chúng ta có thể là, là tạo ra được cái ngôi sao nổi khối như trên hình vẽ các bạn đang nhìn thấy. Để bắt đầu thì chúng ta sẽ gọi cái công cụ uh, ngôi sao. Đây, chúng ta gõ công cụ ngôi sao Star Tool. Sau đó, thì khi đã được chọn thì các bạn kiểm tra cho tôi là trên cái thanh Property thì nó đang ở cái chế độ là Star hay là Complex Star. Nếu là Star thì đã phải là năm cánh hay chưa? nếu đã đúng rồi thì chúng ta bắt đầu giữ phím control và chúng ta vẽ ra một cái ngôi sao. giữ phím control đơn giản là để cho cái ngôi sao của chúng ta nó cân đối. sau đó thì chúng ta bắt đầu là uh, sẽ bấm ra ngoài để hủy bỏ tất cả cái sự lựa chọn, kiểm tra xem các chế độ snap này đã bật lên hay chưa nếu bật rồi thì chúng ta tiếp tục chuyển tới công cụ kế tiếp đó là công cụ pen. Các bạn hãy bấm bắt lấy các điểm nốt này, sau đó bấm và bấm tiếp như thế này để nối cái đáy này với cái đỉnh của ngôi sao. Sau đó thì các bạn nhấn Escape thoát ra và lặp lại cái thao tác đó một lần nữa. Escape thoát ra, lặp lại thao tác một lần nữa. Escape thoát ra. Lặp lại thao tác một lần nữa. Đến đây thì chúng ta đã thấy là cái thao tác vừa rồi của chúng ta là đã ngăn cái ngôi sao này ra thành các cái múi. À đây vẫn còn sót một cánh chúng ta làm nốt nhé. Rồi Escape thoát ra. Và bây giờ thì chúng ta đã hình dung ra một cái hình nổi khối như thế này. Sau khi có cái này rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục bằng cách là bấm chọn vào công cụ Interactive này để cho nó mở ra cho chúng ta chọn cái công cụ Smart Film bên dưới. Với công cụ Smart Film thì các bạn hãy chọn cho tôi một màu. Cụ thể ở đây có lẽ là chúng ta sẽ chọn một màu hoặc là màu vàng hoặc là màu cam sẫm. Màu vàng đi. Chúng ta bấm lần lượt vào từng cái khu vực khép kín tương đối đã được tạo ra ở trên ngôi sao này và tô vào đây tạo thành từng mảnh sau khi làm xong thì chúng ta nhìn thấy là cái ngôi sao đã được vẽ ra và trông nó có vẻ như là hơi có cái tính chất khối một tí nhưng mà đến đây thì chúng ta sẽ quét chọn toàn bộ và chúng ta bấm chuột phải vào ô không tô để chúng ta hủy bỏ đi kế tiếp thì tốt nhất là chúng ta sẽ tô cho nó một cái màu sẫm luôn nhé hoặc là chúng ta sẽ phân tách ra như thế này À, cứ cho là ánh sáng của chúng ta là chiếu từ phía trên xuống nhá. chiếu từ phía trên xuống và từ phía phải sang như vậy là những cái múi của cái ngôi sao nào mà nằm ở ngược chiều chiếu sáng ví dụ như là nằm ở bên phía trái và nằm phía dưới thì nó sẽ bị tối trong các trường hợp này chúng ta có thể bấm trực tiếp vào đây và tô cho nó thành một cái màu sẫm như là màu cam này chẳng hạn bên trái nhé bên dưới nhé Khuất bên trái nhé Khuất bên dưới nhé Bên dưới nhé Bên trái nhé Đây, về cơ bản thì chúng ta sẽ nhìn nhanh là một cái hình nó sẽ bị uh, quy khối và màu sắc như thế này uh, Tiếp theo thì chúng ta sẽ uh, vẽ một cái... Um, vòng tròn nhé để chúng ta làm nền cho nó giữ control vẽ một hình như thế này sau đó thì chúng ta sẽ uh, tô cho nó một cái màu cũng là màu cam này đi dấu xuống dưới cùng nhé ship pedal và kế tiếp thì chúng ta sẽ chọn sang cái công cụ interactive này chúng ta bấm vào cái công cụ tổ truyền fountain fill lúc này thì nó sẽ pha trộn giữa cái màu cam này và màu trắng thì chúng ta bấm vào cái điểm này để chúng ta chọn và chúng ta bấm vào màu vàng vậy thì nó sẽ hòa trộn giữa cái màu cam và màu vàng này hãy à, chuyển cái chế độ sang thành elliptic để tô theo kiểu là vòng tròn chúng ta sẽ kéo cái phần mà màu vàng này lên phía trên và chúng ta sẽ kéo cái phần màu cam này xuống phía dưới để chúng ta sẽ mô phỏng về cái ánh sáng nó sẽ chạy từ trên chạy xuống chéo như thế này Tạm thời bây giờ thì chúng ta sẽ group cái uh, ngôi sao này lại đã, và chúng ta sẽ uh, giữ ship, chọn thêm cái vòng tròn, nhấn C để gióng cho thẳng hàng như thế này. Uh, chúng ta có thể là bấm chọn vòng tròn và uh, thu nhỏ lại một chút, giữ ship nhé, thu đều và thu nhỏ lại một chút cho nó uh, tương đối là phù hợp với lại cái cái ngôi sao bên trong. và điều chỉnh làm sao cho cái ngôi sao nó sẽ rơi vào một cái vị trí tương đối là cân đối ở giữa như thế này kế tiếp thì chúng ta có thể là hủy bỏ cái đường viền này đi và uh, giữ ship kéo vào trong như thế này sau khi kéo vào trong đến đây thì chúng ta nhấp chuột phải để nhân bản một cái đối tượng rồi kế tiếp nữa chúng ta lại tiếp tục giữ ship kéo tiếp vào trong một tí một ít thôi nhé chuột phải thêm lần thứ hai như vậy là chúng ta sẽ có ba cái vòng tròn giống hệt nhau. Chúng ta nhấn giữ phím an và quét một cái để cho chạm vào ba cái vòng tròn này thôi. Sau đó thì chúng ta giữ shift và bấm vào cái vòng tròn phía ngoài cùng để loại bỏ nó ra ngoài. Lúc này thì chúng ta sẽ chỉ còn giữ lại hai cái vòng tròn bên trong thôi và chúng ta sẽ bấm vào cam bài hoặc nhấn Ctrl L. Vậy thì nó sẽ đục thủng ra và thành một cái vành như chúng ta đang nhìn thấy đây à, cái vành này thì vốn nó được nhân bản ra từ cái hình bên ngoài cho nên nó cũng được tố chuyển và chúng ta giữ cái lựa chọn này bấm vào công cụ interactive để chúng ta xem cái uh, chiều sáng nó như thế nào thì chiều sáng vốn nó là sáng ở trên và sẫm ở dưới vậy chúng ta đảo ngược lại đây chúng ta bấm vào reverse như thế này để chúng ta đảo ngược chiều lại Vậy thì các bạn sẽ thấy là sẫm nó chạy lên trên và sáng nó chạy xuống. Và do đó thì nó sẽ ngược chiều với lại cái chiều sáng của cái của cái hình vành tròn lớn trước đó. Và chúng ta sẽ thấy nó có một cái độ mô phỏng giống như cái sự lồi và lõm ở trên cái bề mặt này. Cần thì chúng ta điều chỉnh thêm một tí. Đây, chọn cái hình to nhất và chúng ta bấm vào cái Interactive này. Và chúng ta có thể cho nó sáng xuống dưới này, cho nó rõ ràng lên một tí. Sẫm kéo lên cho nó căng thêm một tí à, và như vậy là chúng ta sẽ có một cái phần mà sáng tối nó rõ ràng hơn đấy ok à, thế tương tự như vậy chúng ta có thể điều chỉnh lại cái vành này một tí các bạn kéo cái hình này nó sâu xuống thì cái cái bóng tối nó sẽ rõ ràng hơn đấy rồi đến đây có lẽ là cũng khá là tốt rồi và bây giờ chúng ta điều chỉnh thêm một chút nữa cho cái ngôi sao để làm sao đảm bảo rằng là nó thực hiện đúng cái chức năng gọi là sáng tối sáng tối à, thế thì à, ánh sáng thì theo nguyên tắc là chúng ta chiếu từ phía trên xuống phía dưới và từ bên phải sang bên trái vậy thì bên này tối là đúng rồi đúng không tối thế nhưng mà nó sẽ lại có một chút cái phần mà à, cái phần ngửa lên như thế này thì nó bắt sáng do đó thì nó lại hắt ngược lại một chút cái ánh sáng lên đây thì cái phần tối này với phần tối này nó không giống nhau chúng ta sẽ nhấn giữ vào cái cánh hoa này và chúng à, cái, cái 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 cánh ngôi sao này và chúng ta sẽ làm cho nó sáng lên một tí nhưng hiện tại thì chúng ta đã group cho nên là chúng ta phải ăn group ra chúng ta mới chọn được riêng cái đối tượng chúng ta cần đây, đây bấm vào đây các bạn nhấn giữ phím control nhé và các bạn kích cho tôi một chút vào trong cái này một lần hai lần gì đó thì nó thêm một chút vàng vào đây và nó sẽ làm cho cây cam này nó trở nên sáng hơn à, tương tự như vậy à, ví dụ như là cái phần này là phần úp xuống và lại còn ở bên trái cho nên nó tối như thế này là đúng rồi nhưng cái phần này dù là bên trái nhưng nó ngửa lên thì dù ít hay nhiều nó cũng sẽ à, có cái ánh sáng nó hắt vào đây và do đó thì chúng ta sẽ thấy là cái cái cánh phần này nó không thể nào tối nguyên như thế này được Chúng ta sẽ bấm Mà chúng ta giữ phím control Chúng ta kích vào cái phần vàng này Để cho nó sáng lên một tí Tương tự như vậy là cái phần này Thì tối nhưng mà dù sao đến nữa Thì ánh sáng vẫn là từ phía này chiếu vào Cho nên là cái phần này Nó sẽ nhận Ánh sáng Vú xuống nhưng vì nó hấp sang, sang phía phải Cho nên là nó sẽ nhận ánh sáng và đương nhiên thì nó lại hắt sang cái thằng này một tí tức là chúng ta sẽ điều chỉnh từng chút một để cho nó có cái độ sáng độ tối nó không đều nhau và nó sẽ gây ra một chút gì đó cái hình dung ra là về cái 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 sáng tối và nổi khối ở trong cái hình này đấy thì các bạn có thể là uh, dùng cảm nhận của mình đấy các bạn uh, nhấn giữ phím control các bạn thêm một chút vàng sáng hoặc là thêm một chút cam hoặc cũng có thể là trong một vài trường hợp các bạn có thể là thêm một chút những cái màu đen để cho nó tối thêm một tí nó sẫm thêm một tí chẳng hạn thì những cái cách như thế này nó sẽ giúp cho chúng ta có thể là làm cho cái hình này nó trở nên rõ ràng hơn về hình khối thế và sau khi mà chúng ta làm đến đây thì uh, chúng ta sẽ uh, cho nó một cái nền trong trường hợp này thì chúng ta lại nhấp đúc vào cái công cụ Rectangle này thôi và chúng ta sẽ tô cho nó một cái màu uh, xanh sẫm một chút và để trông cho nó khối hơn một tí thì các bạn có thể là bấm vào cái vành tròn to này các bạn uh, tìm tới cái công cụ uh, effect và chúng ta sẽ chọn cái chế độ là shadow bóng đổ. Các bạn hãy bấm và kéo một chút. Tạo cho nó một chút cái bóng đổ vào đây. Và đến đây thì nó đã gây ra một cái hiệu ứng nhất định về cái không gian đổ bóng xuống làm cho cái hình khối này của chúng ta trông nó có vẻ là giống cái 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 cái, cái không gian hơn, hình khối hơn. Các bạn có thể điều chỉnh thêm một tí. Đây. Tốt nhất chúng ta có thể là lấy một cái lấy một kích thước. Ví dụ 750 đi. Hay là 700 đi. Đó. Cho nó vuông. Rồi. Sau đó thì các bạn là có thể là xử lý tiếp bằng cách là sử dụng cái công cụ shape này giữ control và kéo cái chiều mà mình muốn điều khiển rồi cần thiết thì các bạn có thể là giữ ship hiệu chỉnh cho nó nhỏ gọn lại hơn một tí nếu muốn chúng ta có thể làm cho cái nền trông cho nó phong phú hơn một tí bằng cách là nhấp chọn công cụ đó tô chuyện này đầu này sẽ là một cái màu tương đối xanh một tí này cái này chúng ta sẽ cho một cái màu sẫm một tí xanh sẫm một tí ví dụ như thế thế thì chỉ bằng một vài cái thao tác cũng tương đối là đơn giản thế nhưng mà chúng ta cũng đã giả lập và chúng ta làm được thành một cái hình ngôi sao ờ, nó có cái độ dày độ nổi khối và có không gian và tương đối giống như là một vật thể thực tế